Ok, cái này là dáng khuyết sừng, đây là cái tiếng nó hơi nó vang hơn so với cái kia. Em thích kiểu cái giống này hơn. Mà ba lát kiểu mày này chắc phải chơi cái này. Chắc chơi cái đề kia còn phê. Có thử luôn không em? Em thử luôn sang cái đề chứ. Chắc nó sẽ thích hơn đấy. Dày chứ. Dày hơn nhiều. Bấm nó nội lực nó khỏe. Yeah. Bằng lấy tiền. Đấy. Con option như thế này. Mà con guitar trần của mày này. Full điện. 10 triệu. Con trẻ có biết gì là 5 triệu mày có cảm ơn con Mahogany. Trẻ biết gì đâu. Đâu, mau đi bằng điệp, mau đi nhanh bằng điệp. Tiếng nếu mà chơi full thì là chơi full Mahogany em thấy nó hài hòa hơn. Nếu mà full. Thiên về ấm. Mahogany full.
quá thật sự. Không em ạ, anh bây giờ anh nghĩ rồi, em nói chuyện với lại anh, em chơi nhạc cho anh một tháng, mua cho em con này, chỉ mua này để ở quán cho em chơi đấy, em cứ bảo mua. Em sẽ chơi 2 tháng sau nó thuộc về em đấy. Em phải ra điều kiện bảo thôi em giúp anh, em không lấy tiền, nhưng bây giờ anh ôm một đàn này về cho em, lắp con EQ. Miễn phí cho con mét 12 luôn. Đấy, để ở cửa hàng 2 tháng, để ở quán guitar cà phê đấy, 2 tháng em đến em chỉ chơi, em không chơi con khác. Đấy. Anh nghĩ là làm thế hay hơn. Em không phải mua, không tôi gì mua, bây giờ mình dùng khả năng của mình ra để mình gọi là trao giá trị. Như thế này con sẽ phải tiếng mình nói nhá. Riêng option không thì quan thuận của anh sách dép rồi. Đúng rồi, option rồi. Nhưng mà nghệ nhân làm từng cái một nữa, nó sẽ khác hẳn nhiều hơn. Nó tiếng tiếng một trăm cái như một không nhận. Nhưng mà mỗi tội là làm 100 cái như một, nó có cái đẹp riêng của nó. Đúng, thực ra anh vẫn chỉ chu từng cái một. Đúng rồi. Anh vẫn suy nghĩ đến một cái là nó phải làm được theo kiểu là tầm quy mô. Đúng. Tại vì nếu làm tầm này nó phát triển khó lắm. Nó chỉ đi theo kiểu cá nhân thôi đấy. Nhưng mà chơi kiểu như gặp bọn chơi chuyên đàn này, bọn sẽ thích kiểu làm nghề cá nhân làm riêng. Nhưng mà một cái giá trị rất là cao. Nếu mà làm nghệ nhân làm phải 50 củ. Đúng rồi. Nếu mà anh nghệ nhân của anh mà tên là Taylor ấy, thì con này phải tầm 78 củ được không? Đúng không? Thì đi đâu mới ở trong này nữa. Rồi sơ sơ ra đấy, sơ ra cái con linh linh đấy. Có chữ ký sơ rằng nó khác hẳn rồi. Đồng hồ Rolex này. Tất cả các chi tiết bên trong y hệt nhau, cũng là bằng vàng, khảm đá này nọ, khảm kim cương này kia, nhưng mà thiếu mỗi chữ ký của cái ông mà nghệ nhân của Rolex ấy. Thì nó từ vài tỷ nó xuống còn mấy trăm thôi. Có 5 triệu cái chúc này.